Đây là cổng vào siêu thị Metro Market. Chào mừng quý khách. Mở cửa. Loại ga niệm, nồi niêu son chảo, mặt hàng ly thủy tinh, có gốm sứ nữa. Này ghế này được ngồi miễn phí nha. Mình mệt thì mình ngồi đây massage nha. Anh này nhân viên của hãng gì? Okia. Okia. Anh này giúp mình massage cho thoải mái. Thì mình nghĩ người ở đây ngồi chờ để massage luôn hả? Miễn phí. Dạ đúng rồi, anh em là quảng cáo luôn. À quảng cáo cho thương hiệu gì đấy mày? Ok à. Đây cái gì? Minh Luân à. Minh Luân. Rồi cảm ơn Luân rất là nhiều. Vào đã quá. Ok, thoải mái luôn. Yes. Ta tới đây nhé. Ta tới đây. Rồi, anh Luân đã quá. Bột giặt, bột giặt lỏng, xà bông tắm dầu gội, nước tẩy rửa, mặt hàng bia rượu ngọt, nước giải khát, loại bánh chocobai. Để dầu ăn nữa là cái loại hạt nêm có tặng phẩm này, người ta đang lên hàng trên kệ phẩm vào. Cái loại sữa, cái loại sữa
loại nước uống. Đây có quầy bánh bakery bán các loại bánh mì, bánh ngọt rất là nhiều. Ở đây người ta sản xuất luôn nha, rất là nhiều loại, các loại nước chấm, các loại hạt, bánh mì, mì ngọt, quá nhiều thứ. Đây là cái lò sản xuất bánh mì bên trong market. Đây là hệ thống siêu thị được các loại nước chấm. Ở đây vào thấy những trong con mắt khác là để bán nước sỉ, con mắt thì bán lẻ chính. Hệ thống quầy trung tâm ở đây là chạy
số 18, 1 đến 18.